5 sự thật thú vị về Bing AI 1. Bing AI là một chatbot tìm kiếm được hỗ trợ bởi công nghệ AI nhằm trả lời trực tiếp các truy vấn của người dùng, thay vì cung cấp các kết quả là đường dẫn truyền thống. 2. Bing AI được tích hợp ChatGPT, TGPT, một trong những chatbot AI thông minh nhất và thu hút nhất do Microsoft hợp tác với OpenAI phát triển. 3. Bing AI có khả năng tạo nội dung bằng văn bản và hình ảnh ở cùng một nơi, nhờ vào tính năng Bing Image Creator. 4. Bing AI cũng có thể trò chuyện liên tục với người dùng, 30 câu hỏi, 30 câu trả lời trên một cuộc trò chuyện, tuy nhiên đôi khi có những câu trả lời ngô nghê, thậm chí gây kinh hãi đối với người dùng. Đó là do chatbot được huấn luyện bằng cách đổ vào một lượng dữ liệu khổng lồ từ Internet, có thể chứa những thông tin không chính xác hoặc không phù hợp. 5. Bing AI được Microsoft ra mắt vào tháng 2 năm 2023 và đã thu hút hơn một triệu người đăng ký vào danh sách chờ để dùng thử trong vòng 48 giờ sau khi phát hành.